Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Kính thưa quý vị, có thể nói chiến tranh có thể sẽ diễn ra ở khắp nơi, ở những vùng xung đột tranh chấp quyền lực với nhau. Tuy nhiên, một trong những sự kiện mà người ta cũng lo sợ còn nhiều hơn chiến tranh, kính thưa quý vị, đó là vấn đề ô nhiễm môi trường. Lẽ nhiên chúng ta nói đến ô nhiễm môi trường do những hiện nay có thể nói phát xuất ra từ những quốc gia đang phát triển, và Việt Nam là một trong những quốc gia nằm ở trong danh sách của những quốc gia đang phát triển và có tình trạng ô nhiễm môi trường do sản xuất vấn đề thiếu kiểm soát. Tình trạng ô nhiễm ở Việt Nam nói chung và ô nhiễm bụi mịn nói riêng là do các quy định về những môi trường ở Việt Nam quá lỏng lẻo, khiến các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp dựa vào đó để lách luật. Và một nhà nghiên cứu về môi trường Mỹ đã nhận định về tất cả những sự kiện hiện nay đang diễn ra tại Việt Nam nên cân bằng giữa kinh tế và môi trường. Bầu trời ở hai thành phố đó là lớn nhất ở Việt Nam, đó là thủ đô Hà Nội, kể từ cuối tháng 9 cho đến nay trở nên mờ mịt, khiến người dân ở đây cảm thấy rất là bất an, lo lắng. Và một số chỉ chất lượng không khí AQI từ cơ quan giám sát chất lượng, đó là không khí Air Visual, có lúc cho thấy mức độ ô nhiễm không khí của Hà Nội ở mức cao nhất với một số là 90 thành phố lớn, và các quân này có số hiệu, có những con số liệu rất là quan trắc. Tất cả những sự kiện này cho thấy rằng Hà Nội ngày hôm nay là một trong những thành phố nằm trong danh sách 90 thành phố trên thế giới này đang mắc phải một vấn đề gọi là sản xuất thiếu kiểm soát, và khiến cho tình trạng ô nhiễm môi trường trên bầu trời của hàng triệu người dân đang phải gánh chịu. Báo chí trong nước dẫn lời những nhà khoa học cho biết tình trạng ô nhiễm môi trường này là do bụi mịn. Nạn ô nhiễm bụi mịn này không phải bây giờ mới có mà đã xảy ra từ lâu, mà đến bây giờ chúng ta mới thấy. Đó là một trong những lời tuyên bố của ông Mike Thanh Triết, một nhà nghiên cứu môi trường ở Houston, từ tiểu bang Texas, đã nói với tất cả những cơ quan báo chí vào ngày hôm kia. Ông giải thích nguyên nhân khiến bụi mịn ở Hà Nội làm cho không khí trở nên mùi mịt là do độ ẩm không khí. Đó là lời nhận xét và bình luận của ông tiến sĩ Mike Thanh Triết, một trong những người đã định cư tại Hoa Kỳ rất lâu và hiện nay ông thường trú ở tại Houston. Nếu ở độ ẩm tăng cao thì những lớp lơ lửng, tự nhiên là gọi là lớp bụi mịn đó, sẽ xuống thấp và đã thấy được trong không khí. Nếu mà trong độ ẩm trong không khí là 30-40% độ ẩm thấp thì lớp lơ lửng đó sẽ lên cao và chúng ta sẽ không thấy xuất hiện sương mù. Cộng thêm một số khí như là CO2, benzen là phát thải từ xăng dầu, tạo thành một cái lớp mù che phủ tầm nhìn của người dân. Đó là những nhận xét của ông tiến sĩ Mai Thanh Tuyết. Và trong lớp sương mù đó, tất cả các mọi chế phế thải độc hại trong quá trình sản xuất hay di chuyển của người dân ở hai thành phố lớn phải gánh chịu. Theo lời tiến sĩ Triết thì lâu nay do độ ẩm thấp nên người dân không biết không khí bị ô nhiễm bụi mịn, mặc dù sự ô nhiễm đó vẫn tồn tại và hiện nay đang phát xuất một cách trầm trọng hơn. Chúng ta nói đến vấn đề này thì chúng ta phải nói đến, thưa Nhi Huyền, đó là vấn đề nguyên nhân của cái sự ô nhiễm này. Lẽ nhiên tất cả các sự kiện phát xuất đều có cái lý do của nó mà xảy ra. Bởi thế chúng ta nói đến nguyên nhân ô nhiễm của môi trường này diễn biến như thế nào. Về nguyên nhân ô nhiễm, tiến sĩ Triết đã chỉ ra các khí thải từ phương tiện xe cộ và các nhà máy sản xuất ở những khu công nghiệp. Hai thành phố lớn ở Việt Nam có hơn 800.000 xe động cơ và hơn 10 triệu xe gắn máy không có gắn hệ thống lọc khí thải, nên chuyện ô nhiễm đây xảy ra rất là bình thường. Và trên 316 khu công nghệ ở Việt Nam có thể nói là hoàn toàn không có hệ thống xử lý chất thải rắn và chất thải lỏng, và đặc biệt là xử lý không khí. Và ông ta cũng nói thêm rằng cho biết ông đã từng tiếp xúc với cựu tổng giám đốc khu chế xuất Tân Thuận ở thành phố Sài Gòn, đã được xác nhận về tình trạng này, và thậm chí cho đo đến ngày hôm nay vẫn xảy ra tình trạng này. Thưa Như Huyền, nếu Như Huyền có điều kiện trở lại Sài Gòn hoặc Hà Nội thì cái điều này không ai có thể nói từ chối, một cái cảnh gọi là lưu thông của tất cả các xe gắn máy trên đường phố. Vào buổi sáng tinh sương thì mọi người có thể nói phải hứng chịu một cái cảnh nạt kẹt xe, nhưng cái kẹt xe nó là một cái ảnh hưởng của công việc chúng ta, như cái vấn đề sức khỏe. Vì Như Huyền thấy tất cả các khí thải của xăng, nhớt, xe cộ, tất cả những cái khói mà không, bộ giao thông có
công chánh vận tải của Việt Nam không đặt một cái tiêu chuẩn để kiểm soát cái lượng sản xuất thải, khí thải để ra từ tất cả xe gắn máy, tạo nên một cái không khí có thể nó rất là tệ hại. Mà cái không khí này nó sẽ mang lại cái gì? Chúng ta sẽ nói đó là vấn đề là bệnh hoạn. Đó là vấn đề đời sống tất cả các tương lai. Thì nhưng mà chúng ta cũng nói đến vấn đề một vài quan chức ở đây. Lẽ nhiên chúng ta không có những cái bằng chứng cụ thể để nói về tất cả những cái sự mà chúng ta hay thường xài cái gọi là quan chức lấp liếm. Nhưng mà lẽ nhiên chúng ta có những phản bác về những tuyên bố của cơ quan hữu trách ở Việt Nam về nguyên nhân gây ô nhiễm và gọi đó là sự lấp liếm để che đậy sự thật. Đã đến lúc tất cả mọi người cần phải nêu lên sự thật, dù cái sự thật đó nó có tệ hại, có dù cho sự thật đó nó biểu lộ cho cái sự thiếu trách nhiệm của chúng ta, nhưng chúng ta hướng về tương lai để nhìn đời sống của người dân vô tội đang hàng ngày phải gánh chịu một cái tình trạng ô nhiễm. Và ngày nay cái sự ô nhiễm ngày hôm nay sẽ gây ảnh hưởng cho đến cho con cháu của chúng ta. Tất cả những cái vấn đề ảnh hưởng môi trường nó là một trong những sự kiện đoán đáng quan trọng nhất. Như hiện thấy bây giờ thì tất cả các thành phố lớn ở trên thế giới đang biểu tình về vấn đề gọi là cái bảo vệ môi trường. Bảo vệ môi trường, đúng vậy. Và ông cũng bác bỏ lập luận cho rằng khói mù ở Việt Nam là do ảnh hưởng này hiện tượng từ cháy rừng ở Indonesia. Lẽ nhiên chúng ta không có biết rằng là cái nguyên nhân chính đáng như thế nào, nhưng chúng ta dựa vào tất cả những sự kiện cháy rừng ở tại Indonesia để nói rằng khói bụi mịn đó là đến từ Indonesia thì là một trong những thiếu sót rất lớn. Một trong những chuyên gia về môi trường này cho rằng kết quả của trắc nghiệm của AirVisual là rất đúng và đáng tin cậy. Hệ thống quan trắc của AirVisual áp dụng cho tất cả các quốc gia ở trên thế giới, và ông nói đặc biệt ở Việt Nam, càng ngày các hãng xưởng lớn và các tòa đại sứ đều có người theo dõi tất cả những sự kiện này. Chính Mỹ, tòa đại sứ Mỹ, tòa đại sứ Anh, Đức mới đây đã khuyến cáo công dân của họ khi làm ở Việt Nam nên cảnh giác về mức độ ô nhiễm và hạn chế ra đường. Kính thưa quý vị, đó là những sự kiện. Ngoài ra, ông còn dẫn số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, đó là cơ quan WHO, cho thấy Hà Nội có trên 257.000 vượt trên tiêu chuẩn của WHO về nồng độ bụi mịn có tên là PM2.5. Trong khi đó thì thành phố Sài Gòn có tới 222 ngày. Trong một năm 365 ngày thì ở Hà Nội chúng ta có 257 ngày vượt tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Quốc tế đưa ra về vấn đề nồng độ bụi mịn PM2.5, và thành phố Sài Gòn thì có 222 ngày. Chúng ta phát triển cho nhiều, chúng ta tăng trưởng cho nhiều, chúng ta đem về nhiều tiền cho nhiều. Bên cạnh đó chúng ta mang đến một cái căn bệnh cho cơ thể của chúng ta. Thì có thể nói đây là một sự rất đáng buồn, thưa như vậy. Rất là nguy hiểm ở Việt Nam, quá ô nhiễm hả anh Trọng? Vâng, thưa, rất là nguy hiểm. Về vấn đề mới, chúng ta cũng nói đến một trong những sự kiện căng thẳng với Trung Quốc giữa Hoa Kỳ. Một trong những loan báo mới đây của Hoa Kỳ khiến căng thẳng của Trung Quốc leo thang, thưa Nhi Huyền. Và Hoa Kỳ vào ngày 8 tháng 10 đã loan cấp từ chối cấp visa cho các quan chức Trung Quốc vào tình trạng giam giữ và vi phạm nhân quyền đối với cộng đồng thiểu số Hồi giáo và làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ-Trung. Và Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra thông báo này chỉ trong một ngày sau khi Bộ trưởng của Mỹ đã quyết định liệt kê 20 văn phòng công an cùng 8 công ty của Trung Quốc vào danh sách đen vì nạn bạc đãi người Hồi giáo, Uyghur và các cộng đồng sắc tộc thiểu số khác ở Trung Quốc. Và Bộ Ngoại giao không nêu tên các giới chức Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi những lệnh cấp visa này. Lẽ nhiên vấn đề trao đổi thương mại và thương thuyết giữa hai quốc gia Hoa Kỳ và Trung Quốc hiện nay đang diễn biến ở tại Washington DC. Nhưng tất cả những sự kiện này vẫn có thể nói chưa mang lại một cái kết quả mà bao nhiêu người đang mong đợi. Trong lúc đó thì Bộ Thương mại của Hoa Kỳ đã đưa ra một cái lệnh làm cho tình hình căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể leo thang. Bây giờ thì một trong những sự kiện mới mà chúng ta muốn nói đến với quý vị sáng nay, chắc là chúng ta đã biết rằng vấn đề một cái phong trào như Huyền còn nhớ là Me Too, thấy không? Yeah. Tất cả những người phụ nữ họ làm việc, họ đã than phiền, ta thán về vấn đề gọi là lạm dụng tình dục ở trong các cơ quan và cơ sở. Một trong những ngôi sao truyền hình mà chúng ta biết thường xuyên chúng có mặt ở trên kênh truyền hình NBC vào mỗi buổi sáng, kính thưa quý vị, đó là Maslow. Mặc dù Maslow là một trong những người rất nổi tiếng và nổi danh của NBC, nhưng ngày nay thì ông ta đã bị chìm vào bóng tối qua những sự kiện mà có thể nói rằng gọi là lạm dụng tình dục. Và thì đã qua hai năm rồi, nhưng hôm nay thì Maslow là bị lại một lần nữa đưa ra tất cả những cái sự kiện liên quan đến vấn đề gọi là lạm dụng tình dục với một người đã làm việc với ông ta. Ông Maslow đã bị đuổi cách đây gần 2 năm rồi, thưa Nhi Huyền. Yeah.
Và sau khi Matt Lauer bị rời khỏi NBC, một báo cáo mới làm sáng tỏ với nhiều chi tiết bùng nổ hơn trong các cuộc tấn công tình dục của cựu ngôi sao truyền hình của đài NBC News. Và các cáo buộc này đã được che đậy và phóng viên Jerrica Duggan của CBS đã nói ra rằng tạp chí và một trong những cái tạp chí gọi là Variety đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Ronan Farrow trong cuốn sách mới gọi là Catch and Kill. Và nhân viên của NBC News Brooke Neville nói rằng Laura đã cưỡng hiếp cô trong phòng khách sạn của mình tại Thế vận hội năm 2014. Cái Thế vận hội này được gọi là Sochi. Kính thưa quý vị, ông Farrow trong một ký giả đã viết rằng đã đưa ra tất cả những tin trên một tờ báo cho rằng Lowe đã mời Neville đến phòng khách sạn của mình sau một đêm uống rượu, và khi ở trong phòng, Neville cáo buộc Lowe đã đẩy cô vào cửa và hôn cô. Sau đó anh ta đẩy cô xuống giường, lật người cô lại và hỏi cô có thích quan hệ tình dục qua đường hậu môn không. Và Neville cho biết cô đã từ chối nhiều lần, nhưng cô ấy đang nói với anh ấy rằng cô ấy không còn hứng thú nữa khi anh ấy vừa mới làm điều đó. Và Neville nhớ lại cuộc gặp gỡ thật đau đớn tột cùng. Bachelor bị NBC sa thải vì buộc tội có hành vi tình dục không phù hợp. Neville nói rằng có nhiều cuộc gặp gỡ tình dục với Lowe khi anh trở lại New York và nói với Farrow, đây là điều tôi tự trách mình nhất. Đó là hoàn toàn một sự giao dịch, đó không phải là một mối quan hệ. Farrow nói rằng Neville đã nói với tất cả các đồng nghiệp và cấp trên tại NBC về cuộc gặp gỡ này. Lẽ dĩ nhiên trong công việc có sự giao tiếp và có sự gọi là trao đổi giữa người nam giới và nữ giới. Nhưng một trong những người nào sử dụng cái quyền lực của mình hoặc là lợi dụng cái sự mà gọi trong bối cảnh làm việc để tạo nên những vấn đề lạm dụng tình dục thì có thể nói đây là một trong những vấn đề mà phong trào Me Too họ đưa ra rất nhiều, phải không Như Huyền? Thế Như Huyền đi làm việc trong các hàng của Như Huyền thì người ta có nói đến vấn đề này không thưa Như Huyền? Cái đó người ta rất là kỹ anh Trọng, có HR, tức là những cái even không có đụng tay, đụng chạm tay hoặc là cái gì ở trong qua cái ô rồi lời nói cũng là lời nói cũng rất là cẩn thận với nhau. Vâng, kính thưa quý vị, đến bây giờ thì trong cái khoảng thời gian này chúng ta nên cẩn thận, và những người phụ nữ làm việc phải biết rằng cái quyền hạn của mình như thế nào đối với tất cả những nhân viên nam giới có những lời nói sổ sàng hoặc những hành động có thể nói là mà chúng ta gọi là lạm dụng tình dục thì chúng ta cần phải ngăn chặn và báo cáo với cấp trên ngay tức thì. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua Cà Phê Sáng, và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.